Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe máy đã được triển khai thành công tại nhiều nước trên thế giới. Đó là tăng cường khả năng nhận diện của người lái xe đối với xe máy bằng cách bật đèn chiếu sáng phía trước. Khác với đèn pha có mục đích chiếu sáng, đèn chiếu sáng phía trước có tác dụng nâng cao khả năng nhận biết cho phương tiện khác khi tham gia giao thông. Ủng hộ đề xuất này, Song Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng chỉ nên áp dụng đối với xe mới sản xuất, còn trên 40 triệu xe đang lưu hành cần có lộ trình để hợp lý hóa dần dần. Đồng thời, bổ sung những quy định phạt vi phạm hành chính, cần có chế tài để buộc những người có xe đời mới phải sử dụng loại đèn này khi tham gia giao thông. Kinh nghiệm từ một số nước áp dụng bật đèn xe vào ban ngày cho thấy, tai nạn giao thông do va chạm với xe máy ở Thụy Điển đã giảm 10%, Malaysia giảm 20% và Nhật Bản giảm 40%, tai nạn giao thông đâm trực diện giảm 26%.